Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vẫn thường nhắc nhở nhau là phải đi ngủ sớm. Điều này là hoàn toàn không thể chối cãi về lợi ích tuyệt vời của thói quen này. Nhưng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn đi ngủ sớm thì đó lại là câu chuyện khác. Hiện tượng này thường xảy ra ở những người ở vùng nông thôn khi họ có thói quen đi ngủ khá sớm. 9 giờ là tắt hết đèn lên giường, dừng mọi hoạt động. Có thể giải thích rằng ở vùng quê không bị chi phối bởi hoạt động giải trí, công nghệ hiện đại như ở đô thị, nên họ hạ cánh sớm để sớm mai lo liệu công việc đồng áng. Nhưng đứng trên góc độ sức khỏe, nhiều khả năng thói quen ngủ sớm có liên quan đến vấn đề tim mạch, cụ thể là dấu hiệu của người bị cao huyết áp. Thật bất ngờ phải không ạ? Nhưng đó đã được các chuyên gia chứng minh và lý giải. Chi tiết xin mời quý vị xem chương trình ngày hôm nay. Một nghiên cứu mới được trình bày tại hội nghị về tim mạch lớn nhất thế giới tại Rome, Ý đã phát hiện ra những người đi ngủ sớm có nhiều khả năng bị bệnh cao huyết áp. Và đó là một trong những dấu hiệu cảnh báo bạn có vấn đề nghiêm trọng về tim. Họ cũng phải đối mặt với nguy cơ có một đêm ngủ tồi tệ. Theo lý giải của các chuyên gia thì những người bị cao huyết áp thường có biểu hiện mệt mỏi, chính vì vậy họ thường muốn đi ngủ sớm. Thế nhưng, đi ngủ sớm cũng không giúp cải thiện tình trạng này. Trong nghiên cứu, những người bị bệnh cao huyết áp đi ngủ sớm hơn những người khỏe mạnh 18 phút. Huyết áp cao hoặc tăng huyết áp hiếm khi có triệu chứng cảnh báo rõ rệt, nhưng nếu không được điều trị, bệnh sẽ làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Hơn 1/4 số người trưởng thành tại Anh bị huyết áp cao, mặc dù nhiều người sẽ không nhận ra mình bị bệnh. Một nghiên cứu của Nhật Bản trên 2.400 người trưởng thành được trình bày tại Hội nghị thường niên về tim mạch của Hiệp hội Châu Âu cũng công nhận điều này. Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Nhật Bản nhận thấy thời gian ngủ trung bình của nam giới bị huyết áp cao là khoảng 23 giờ 10 phút, trong khi đó ở người bình thường là 11 giờ 28 phút. Chất lượng giấc ngủ ban đêm của người mắc bệnh cũng kém hơn. Nam giới bị huyết áp cao thích đi ngủ sớm vì do mắc bệnh khiến sức khỏe họ kém và cảm thấy mệt mỏi. Tiến sĩ Nobuo Sasaki, người dẫn đầu nghiên cứu tại Đại học Hiroshima, giải thích: các nhà nghiên cứu cho biết, huyết áp cao có thể làm đảo lộn đồng hồ sinh học bình thường của một người, khiến họ mệt mỏi hơn, nhưng cũng không thể ngủ ngon hơn. Phát biểu tại Rome, nhà nghiên cứu tiến sĩ Nobuo Sasaki tại Hiroshima đã cho biết thời điểm đi ngủ sớm có mối liên hệ với huyết áp cao hoặc bất kỳ lý do gì khác. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể và nằm trên giường không giúp làm giảm huyết áp, vậy nên những người này cũng không có giấc ngủ ngon. Thành viên nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Ryoji Ozono nói, đi ngủ sớm có thể là một dấu hiệu của tăng huyết áp, nhưng nếu bạn đi ngủ sớm hay muộn cũng không giúp thay đổi huyết áp. Hiện, nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch nghiên cứu xem đi ngủ có giúp ích gì cho bệnh nhân không. Các chuyên gia tim Anh cho biết những người đấu tranh với giấc ngủ nên đến gặp bác sĩ của họ. Giáo sư Jeremy Bishin, giám đốc y khoa sư tại Quỹ Tim Mạch Anh, cho biết nghiên cứu này chỉ ra rằng những người có biết huyết áp cao có thể đi ngủ một vài phút sớm hơn so với những người có huyết áp bình thường và chất lượng giấc ngủ của họ có thể hơi tồi tệ hơn. Mọi người thường bị tăng huyết áp mà không biết. Vì vậy, bạn nên kiểm tra huyết áp của bạn thường xuyên và đến gặp bác sĩ của bạn nếu đang nghi ngờ về tình trạng huyết áp của mình. Cao huyết áp, tim mạch thường gây ra các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khiến người bệnh trằn trọc trong đêm và hậu quả là thiếu ngủ, mất ngủ, ngủ không đủ giấc, khiến cơ thể không được nghỉ ngơi, lại khiến huyết áp tăng lên chóng mặt, bệnh tim mạch nặng hơn và rồi lại mất ngủ. Làm thế nào để có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó? Vì sao rối loạn giấc ngủ hay gặp ở người huyết áp cao? Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí của Hiệp hội Tim Mạch Mỹ, người ta theo dõi 219 người mất ngủ mãn tính và 96 người bình thường trong một phòng thí nghiệm giấc ngủ chuyên dụng. Kết luận, mất ngủ có khả năng gia tăng các chứng huyết áp cao. Mối liên hệ
giữa rối loạn giấc ngủ và tăng huyết áp. Mất ngủ mãn tính kết hợp với thời gian bắt đầu giấc ngủ hơn 14 phút tăng tỷ lệ tăng huyết áp bằng 300%, dài hơn 17 phút nâng tỷ lệ huyết áp bằng 400%. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất ngủ có liên quan với tăng nhịp tim khi nghỉ ngơi, tốc độ chuyển hóa cao hơn, nhiệt độ cơ thể cao hơn, kích hoạt của trục hạ đồi, tuyến yên, thượng thận, tăng hoạt động điện não beta và tỷ lệ trao đổi chất của não so với người bình thường. Ngủ không đủ cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người lớn tuổi như tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, thừa cân và ung thư vú ở phụ nữ, nhất là bệnh nhân tăng huyết áp. Các nghiên cứu đã cho thấy người huyết áp cao, tim mạch bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ chập chờn hay tỉnh giấc giữa đêm là do họ dễ bị lo âu, hồi hộp, căng thẳng. Những cảm xúc này gây ảnh hưởng mạnh đến hệ thần kinh, khiến người bệnh khó ngủ, ngủ chập chờn. 2. Người bệnh thường ở độ tuổi trung niên, cao tuổi nên các hormone trong cơ thể bắt đầu có sự suy giảm. Trong đó có hormone melatonin, hormone có vai trò chính trong việc điều hòa nhịp sinh học ngủ, thức của cơ thể, đảm bảo giúp cơ thể có giấc ngủ ngon và tỉnh dậy tỉnh táo vào ngày hôm sau. Phải trị chứng mất ngủ thì việc điều trị bệnh cao huyết áp mới có thể đạt được hiệu quả cao. Không ngủ được, các cơ quan đều phải hoạt động, đặc biệt tim và hệ mạch máu vốn đang bị tổn thương phải hoạt động liên tục, mạnh hơn để đảm bảo tuần hoàn máu cho cơ thể. Lâu ngày sẽ khiến việc kiểm soát, giữ huyết áp ổn định khó hơn, giảm hiệu quả điều trị bệnh huyết áp. Nhiều trường hợp dù vẫn uống thuốc huyết áp đều đặn nhưng huyết áp vẫn tăng lên 170-180 về nửa đêm, gần sáng, tăng nguy cơ trụy tim, tai biến, mất ngủ kinh niên. Vì thế, nếu người huyết áp cao bắt đầu có dấu hiệu khó ngủ, cần trị càng sớm càng tốt. Người cao huyết áp, tim mạch muốn có giấc ngủ ngon, ổn định huyết áp phải làm gì? 1. Giảm cân và giảm vòng bụng. Huyết áp thường tăng khi trọng lượng cơ thể tăng, thừa cân cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn hô hấp trong khi ngủ, ngưng thở khi ngủ. Điều này làm tăng huyết áp. Giảm cân là một trong những thay đổi lối sống hiệu quả nhất để kiểm soát huyết áp. Nếu bạn bị thừa cân hoặc béo phì thì dù chỉ giảm được một ít cũng góp phần giảm huyết áp. Khi trọng lượng cơ thể giảm 1kg sẽ giảm huyết áp 1mm thủy ngân. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý đến vòng eo. Vòng hai quá to cũng đặt bạn vào nguy cơ cao bị huyết áp. Đàn ông có chỉ số vòng eo lớn hơn 102cm hay phụ nữ có vòng eo lớn hơn 89cm thì nguy cơ bị tăng huyết áp cao hơn. 2. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục là một trong những cách chữa cao huyết áp tại nhà tốt nhất. Theo đó, tập thể dục 150 phút mỗi tuần hoặc 30 phút mỗi ngày có thể làm giảm huyết áp từ 5 đến 8mm thủy ngân nếu bạn bị tăng huyết áp. Điều quan trọng là phải duy trì việc tập luyện này một cách đều đặn, bởi nếu khi bạn ngừng tập thể dục, huyết áp có thể tăng trở lại. Việc thường xuyên rèn luyện thể chất sẽ cải thiện sức khỏe của tim, đồng thời giúp cơ quan này bơm máu hiệu quả hơn, từ đó áp lực máu tác động lên thành động mạch cũng sẽ giảm đáng kể. Bạn có thể chọn hình thức đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc khiêu vũ. Tập luyện cường độ cao ít nhất 2 ngày mỗi tuần cũng có thể giúp làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về vấn đề này. 3. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Một chế độ ăn giàu ngũ cốc, trái cây, rau quả, các sản phẩm từ sữa ít béo, thịt gia cầm, cá, các loại hạt và không ăn chất béo bão hòa nhiều cholesterol có thể làm giảm huyết áp tới 11mm thủy ngân nếu bạn bị huyết áp cao. Ngoài ra, bạn nên tiêu thụ các thực phẩm có nhiều kali, một khoáng chất quan trọng với chức năng hỗ trợ cơ thể hạn chế hấp thụ natri, đồng thời giảm áp lực máu tác động lên thành động mạch. Hạn chế muối ăn là cách chữa cao huyết áp tại nhà cơ bản nhất. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên lượng muối ăn của mỗi người nên dưới 2.300mg mỗi ngày, lý tưởng đối với những người lớn trưởng thành. Lượng muối nên thấp hơn 1.500mg mỗi ngày. Hạn chế sử dụng thức uống chứa cồn vì bia, rượu có nguy cơ gây tăng huyết áp nếu cơ thể tích lũy một lượng cồn lớn.
Bạn cũng đừng quên giảm tiêu thụ caffeine. Caffeine là một trong những nguyên nhân tăng huyết áp đột ngột. Điều này nghĩa là loại hoạt chất có nhiều trong cà phê chỉ có thể khiến áp lực máu tăng cao trong thời gian ngắn. Cuối cùng, bạn nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Một trong những điều mà người bệnh ít khi để ý đó là mỗi khi hút xong một điếu thuốc, huyết áp đo được ngay sau đó sẽ tăng. Dừng hút thuốc sẽ giúp huyết áp của bạn trở lại bình thường. 4. Giảm căng thẳng. Thường xuyên căng thẳng là nguyên nhân tăng huyết áp trực tiếp. Khi áp lực tinh thần kéo dài, cơ thể bạn sẽ luôn ở trong chế độ căng thẳng. Về mặt sinh lý, điều này khiến nhịp tim nhanh hơn, đồng thời gây thu hẹp ở các mao mạch. Hãy dành một chút thời gian để tìm ra nguyên nhân khiến bạn thường xuyên bị căng thẳng như công việc, gia đình, tài chính hoặc bệnh tật. Một khi đã tìm ra được nguyên nhân, bạn hãy tìm cách loại bỏ hoặc giảm căng thẳng. Còn nếu không thể loại bỏ được, bạn hãy đối phó với nó bằng một cách lành mạnh hơn là dành thời gian thư giãn và thực hiện các hoạt động ưa thích. Có thể ngồi im lặng hoặc thở sâu hàng ngày giúp bạn giảm căng thẳng hiệu quả. 5. Theo dõi huyết áp tại nhà và đi khám bệnh định kỳ. Theo dõi huyết áp tại nhà có thể giúp bạn kiểm soát được huyết áp, đảm bảo rằng những thay đổi trong lối sống là hiệu quả và cảnh báo bạn phải đi gặp bác sĩ khi có dấu hiệu huyết áp tăng. Khám bệnh định kỳ cũng là chìa khóa giúp bạn kiểm soát huyết áp. Nói cho bác sĩ bất kỳ thay đổi nào trong việc sử dụng thuốc hoặc điều trị bệnh để bác sĩ có thể cho bạn lời khuyên tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cũng như tầm kiểm soát bệnh tăng huyết áp. Mẹo trị mất ngủ ở người cao huyết áp không dùng thuốc. Cho một thìa giấm vào cốc nước lọc để nguội và uống có thể trợ giúp chìm vào giấc ngủ và ngủ ngon. Người mất ngủ thường xuyên có thể dùng hạt sen, long nhãn, bách hợp kết hợp với cao lương ngũ cốc, ngô để hầm cháo. Đây là một phương pháp thực liệu giúp người cao huyết áp chìm vào giấc ngủ rất hiệu quả. Người huyết áp cao, máu hư có thể thường xuyên ăn tinh bột củ sen hoặc có thể hầm chín củ sen, sau đó trộn với một lượng mật ong thích hợp để ăn. Cũng có thể dùng 10g long nhãn nhục, táo đỏ 5 quả, một quả trứng gà hấp, sau đó ăn cùng với nhau, mỗi ngày một lần. Người huyết áp cao, tim hư, đổ nhiều mồ hôi, mất ngủ có thể dùng một quả tim cắt đôi, nhồi thêm nhân sâm, đương quy, mỗi loại 25g, hấp cho chín. Sau đó, lấy thuốc ra ăn tim lợn và uống nước canh. Đây là một liệu pháp có hiệu quả cực tốt. Có thể dùng rễ cây chuối 50g, thịt lợn nạc 100g cùng nấu lên ăn có tác dụng trợ giúp giấc ngủ rất tốt. Người có thần kinh yếu có thể lấy một thìa tương rau diếp bùn hòa vào trong một cốc nước. Do loại tương bọt trắng này có chức năng tịnh tâm, an thần, vì vậy có hiệu quả nhất định trong việc trợ giúp giấc ngủ. Mỗi ngày trước khi đi ngủ ăn một quả táo tàu hoặc một quả quýt đã được bóc ở đầu giường. Để người mất ngủ ngửi được hương thơm phản phất, có thể trấn an thần kinh trung ương, giúp chìm vào giấc ngủ. Lấy một lượng hành tây thích hợp xay nhuyễn, cho vào trong bình đậy nắp chặt. Trước khi đi ngủ, đặt ở bên gối ngửi khí hắc của nó. Thông thường sau 15 phút thì có thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng những phương pháp trên được nhiều chứng minh cho thấy có thể giúp chìm vào giấc ngủ hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào khác. Bạn có thể yên tâm áp dụng và hãy ghi nhớ thường xuyên đo huyết áp để theo dõi chỉ số huyết áp của mình. Kết luận, huyết áp cao là tình trạng động mạch hẹp gây cản trở lưu thông của máu trong động mạch hoặc lượng máu tim bơm đi cao hơn khả năng chịu đựng của mạch máu. Người bị cao huyết áp thường không có biểu hiện thường xuyên và rõ rệt. Tuy nhiên, người bị huyết áp cao cũng có thể gặp một số triệu chứng như chảy máu cam, xuất hiện vệt máu ở trong mắt, tê hoặc ngứa dâm gian ở các chi, đau buồn, buồn nôn, chóng mặt, nôn mửa. Nguyên nhân của bệnh cao huyết áp: tuổi tác, có tiền sử gia đình, thừa cân, dùng một số loại thuốc, lười vận động. Bị một số bệnh như bệnh thận mãn tính, hẹp động mạch vành chủ bẩm sinh, bệnh này có thể gây ra huyết áp ở cánh tay, u hoặc những bệnh khác về tuyến thượng thận. Sử dụng thuốc ngừa thai. Bị bệnh của tuyến giáp,
nghiện rượu. Bệnh cao huyết áp không sớm được điều trị thì nó có thể dẫn đến rất nhiều những vấn đề khác nghiêm trọng như suy thận, bệnh tim và đột quỵ. Áp lực máu cao ở mắt gây các bệnh về võng mạc, từ đó khiến bệnh nhân huyết áp cao chỉ bị suy giảm thị lực, mắt mờ đi, thậm chí dẫn đến mù. Cách phòng bệnh huyết áp cao: ăn nhiều rau, ngũ cốc, hạn chế các thực phẩm chứa mỡ và chú ý lượng muối nạp vào cơ thể. Duy trì trọng lượng khỏe mạnh, giữ vóc dáng cân đối. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, rèn luyện thể thao và vận động cơ thể để có sức khỏe tốt. Ngủ sớm sẽ giúp ngủ được nhiều hơn, cơ thể được nghỉ ngơi và khỏe hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học không phát hiện lợi ích của ngủ sớm đối với giảm huyết áp. Bệnh cao huyết áp hiếm khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng, nhưng nếu không điều trị sẽ dẫn đến những cơn đau tim hay đột quỵ. Nghiên cứu về việc ngủ sớm có liên quan mật thiết đến người bị cao huyết áp một lần nữa nhắc nhở những người có khả năng mắc bệnh hay đang nghi ngờ mình bị huyết áp cao nên đi khám bác sĩ sớm để có phương pháp điều trị thích hợp.